Mến chào các bạn. Tuần rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chiến thuật của quả dao mổ rồi phải không? Rất mong các bạn chia sẻ về những cái trải nghiệm thực tế của các bạn cho mình. Mình để cái số điện thoại ở đây để các bạn kết bạn với mình qua Zalo hoặc Facebook nha. Tuần này thì mình sẽ vén màn các bí mật về cái cách đỡ quả dao mổ xoáy ngang lên. Nếu các bạn chưa đỡ được cái quả mổ này thì hãy xem hết video để đỡ thành công quả mổ xoáy ngang lên nha. Đầu tiên đó là nguyên lý xoáy của quả dao bóng mổ. Chiều xoáy á, nó sẽ ngược chiều với lại kim đồng hồ. Khi đỡ bóng thì các bạn có khuynh hướng là đỡ bay sang góc phải của đối phương. Đường bóng sẽ hơi cong về bên phải của chúng ta. Lực tay vào bóng của đối phương càng lớn thì bóng càng xoáy. Có hai loại xoáy cơ bản là xoáy ngang lên và xoáy ngang xuống. Ngoài ra thì còn có xoáy lỏng nè, bóng hơi trụi nữa. Đa số đối thủ sẽ giao ngắn phải hoặc sâu trái các bạn. Rồi tiếp theo thì đó là cách đỡ đối với bóng mổ xoáy ngang lên dài bên trái và ngắn phải. Cho dù các bạn đỡ bất kỳ cái quả xoáy nào đi nữa thì các bạn phải phán đoán và đọc xoáy ở ngay cái bước đầu tiên ha. Các bạn sẽ nhìn bóng, nhìn góc vợt vào bóng của đối phương để nhận biết xoáy. Đối phương tiếp xúc bóng bên hông ở điểm 9 đến 10 giờ ở góc nhìn của các bạn thì chắc chắn là bóng xoáy ngang lên. Nhìn phương lực của đối phương để phán đoán bóng bên nào. Nếu chiều lực tay của đối phương vào bóng có hướng xéo về góc bên trái của các bạn thì bóng sẽ bay sang góc trái. Còn nếu bạn thấy phương của cái lực tay của đối phương hướng sang phải hoặc thẳng thì đó là quả bóng sẽ bay sang góc phải của các bạn. Các bạn quan sát cái điểm rơi thứ nhất của quả dao của đối phương để phán đoán quả bóng ngắn hay dài. Nếu điểm số 1 rơi vào vùng màu cam là bóng sẽ rất là dễ ngắn. Còn nếu bóng rơi vào vùng màu đỏ thì sẽ rất là dễ dài. Bóng xoáy ngang lên có khuynh hướng vọt tới phía trước, đường vòng cung cao và tốc độ cũng nhanh hơn quả bóng xoáy ngang xuống và lỏng. Về cái kỹ thuật đỡ bóng xoáy ngang lên dài bên trái á, thì ưu tiên dùng kỹ thuật đẩy trái hoặc giật trái để mà đỡ bóng. Điểm rơi mà các bạn nhắm đến đó chính là góc trái của đối phương. Chọn điểm rơi đỡ bóng là khi các bạn đỡ, các bạn phải canh được độ vọt của bóng. Có hai cách để chọn điểm rơi. Cách thứ nhất đó là chạm bóng khi bóng vừa nảy lên và thực hiện đẩy trái hoặc là giật trái dummy. Cái cách thứ hai là các bạn sẽ chờ bóng lên điểm cao nhất và thực hiện kỹ thuật đẩy trái hoặc giật trái luôn. Các bạn phải lưu ý là mình có một cái quy tắc, đó là quy tắc trừ hao nha các bạn. Là khi xác định đỡ bóng của các bạn á, thì các bạn phải đo lường được quả bóng đó có khoảng bao nhiêu xoáy. Các bạn có thể chia mức xoáy ra làm cho 3 mức: mức cao, mức trung bình và mức thấp. Nếu xoáy ở mức cao thì phải trừ hao và kéo bóng hơi dư ra một chút về phía bên trái của đối phương. Đó là cái điểm A trên cái màn hình này nha các bạn. Còn nếu bóng xoáy ở mức trung bình thì các bạn chỉ cần nhắm vào điểm B thôi. Còn nếu mà xoáy ở mức thấp thì các bạn cứ nhắm thẳng vào góc trái là cái điểm C trên màn hình nha các bạn. Cái cách tập luyện, mỗi buổi tập các bạn thực hiện cái kỹ thuật đỡ bóng này á, từ 200 quả trở lên. Sau khi đỡ tốt hơn thì các bạn sẽ điều chỉnh điểm rơi vào các điểm mà mình muốn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái kỹ thuật đỡ bóng xoáy ngang lên ngắn bên phải. Đây là một cái điểm rơi rất là khó chịu cho cái người đỡ luôn. Vì theo chiều xoáy thì khi mà đỡ bóng, bóng sẽ có khuynh hướng bay về góc phải của đối phương. Cộng với chiều của cái động tác phải tay thì bóng sẽ rất là dễ ra ngoài.
các bạn ưu tiên dùng kỹ thuật đánh đều phải tay để mà đỡ bóng, điểm rơi để mà đỡ bóng. Các bạn có thể chờ bóng lên điểm cao nhất và hơi rớt xuống để đỡ. Các bạn không nên vào bóng sớm giống như bên trái nha, hoặc là các bạn không nên để bóng trễ hơn. Chân phải của các bạn bước lên phía trước để đến vị trí bóng. Điểm rơi để nhắm chắc chắn là bên trái của đối phương rồi. Muốn bóng đi về hướng đó thì chắc chắn là mặt vợt của các bạn phải mở ra và điểm chạm bóng là ở bên hông của quả bóng. Cổ tay hơi mở ra để mặt vợt của các bạn được mở ra và chạm bên hông của quả bóng. Các bạn vào bóng với một lực tay nhẹ nhàng, mềm mại thôi. Và các bạn vẫn phải áp dụng quy tắc trừ hao xoáy, nhắm vào điểm A đối với bóng xoáy cao, điểm B đối với xoáy trung bình và C đối với xoáy ít. Thì cũng giống như là cái quả dao xoáy mổ xoáy ngang lên dài bên trái, thì các bạn nếu mà muốn tập luyện thì mỗi buổi tập các bạn thực hiện cái kỹ thuật đỡ bóng này từ 200 quả trở lên cho một lần tập nha. Thì sau khi mà đỡ tốt hơn thì các bạn lại tiếp tục điều chỉnh cái điểm rơi vào các điểm mà mình muốn. Ok, cái tập này á, mình làm rất là tâm huyết luôn á các bạn. Hy vọng là các bạn đang sợ quả dao mổ, xem tập này xong á, thì sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn. Rồi, mình hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán mổ bóng xoáy ngang xuống nha các bạn. Mình rất mong được các bạn ủng hộ bằng cách là bấm giúp mình cái nút subscribe cho kênh. Nếu được thì share cái clip này, thì mình cảm ơn các bạn nhiều hơn nữa. Mình vẫn đang mở cái lớp bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao, và đặc biệt là các lớp bóng bàn dành cho thiếu nhi. Các bạn liên hệ với mình để đăng ký các khóa học nha. Nếu mà các bạn có bất kỳ cái câu hỏi gì á, thì hãy add Zalo của mình để chúng ta có thể trao đổi với nhau nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 19 giờ thứ bảy tuần sau trên Bóng Bàn TV. Xin chào và hẹn gặp lại.